nhớ về trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về nhớ anh mất môi người thơ ngây, nhớ về trong tim nỗi nhớ mong trở về chốn xưa, trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về. Chỉ với hơn 1 triệu, với ích tiểu học, anh em đã có một chiếc loa di động karaoke này. Có thể kéo đi, mang đi lại, hát ở ngoài trời cũng như là hát trong nhà được. Nó có đầy đủ các cái tính năng như là cắm được cả cổng của guitar hoặc là mic có dây để anh em có thể ra ngoài trời và chúng ta sẽ cùng hát với những người bạn. Đầy đủ các cái tính năng về chỉnh loa, âm thanh cũng như là chỉnh độ nhạy của mic, chép, chỉnh echo, chỉnh bass. Đầy đủ các tính năng và đây là một cái dòng loa karaoke có nhiều tính năng nhất cũng như là âm thanh của nó tốt nhất trong tầm giá 1 triệu. Vậy thì chiếc loa BD9080 này có điểm gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về cấu hình của nó. Được trang bị loa woofer, bass 2 tấc cũng như một loa tweeter thì đảm bảo cho anh em được nghe được ở những cái giải âm thanh cơ bản và có độ sâu âm thanh nhất định khi mà cái loa bass của nó ở cái kích thước cũng không hề là nhỏ anh em nhé. Loa bass 2 tấc là cũng gọi là tương đối ở trong những dòng loa di động karaoke này rồi. Ngoài ra thì nó cũng có thể trang bị để tích hợp với anh em nào đam mê và âm nhạc, nhạc cụ thì anh em cũng có thể cắm vào đây để vừa đánh đàn và cũng có thể vừa hát với nhau được. Thích hợp cho anh em mang đi chơi, đi dã ngoại và đặc biệt anh em nào mà yêu thích và âm nhạc và đánh đàn guitar thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm giá rẻ nhưng lại có đầy đủ tính năng nhất. Với mức giá chỉ hơn 1 triệu anh em còn được tặng kèm 2 karaoke luôn, là hai cái mic để hát karaoke để giúp cho anh em hát được những cái bài song ca một cách dễ dàng hơn, những bài tình cảm lãng mạn có nam có nữ vào hát những cái với cái hai cái mic này thì cực kỳ là tuyệt vời. Điểm qua một chút về ngoại hình của nó thì với cái vỏ thùng vỏ gỗ như thế này anh em đã nhìn thấy là nó là một cái kiểu dáng theo kiểu cổ điển classic. Mặt bên ngoài thì đây là cái mặt nhôm được phay CNC cắt họa tiết tinh hoa và cái lưới là lưới ong để thoát hơi thì tôi nghĩ rằng với một cái thiết kế như này trong cùng một tầm giá thì chắc là con này là ổn nhất rồi. Vỏ gỗ này có ấy này, có cả cái tay cầm để anh em có thể xách mang đi lại, loa kéo và có thể đẩy đi kéo đi dã ngoại bình thường. Với một cái thiết kế như này anh em không cần phải xách quá là nặng. Trọng lượng của nó là khoảng 7-8 cân. Thì vì vậy cho nên là đảm bảo cho anh em có thể mang đi chở xe máy cũng được. Hoặc là nếu anh em là có ô tô để vào cốp ô tô thì nó cũng không quá chiếm quá nhiều diện tích và vẫn đảm bảo được chất âm của nó, âm thanh ở trong môi trường ngoài trời cũng như là anh em có thể hát ở trong nhà. Bây giờ anh em sẽ cùng tôi test thử một bài xem cái chất lượng của âm của nó như thế nào anh em nhé. Trở về chốn xưa trong cả suốt đời này.